Sao con lại tự ý nhặt bao lì xì ở ngoài đường vậy? Không nên đâu con. Mà con nhặt ở chỗ nào vậy? Dạ con nhặt ở ven đường ngay vườn mía nhà ông Năm á cô. Con nhặt lúc mấy giờ? Dạ mới nãy luôn á cô. Xong con chạy lại đây khoe với cô liền nè. Vậy là khoảng 12 giờ trưa. Giờ đó rất linh. Không ổn rồi. Mà con có mở bao lì xì ra coi bên trong có bao nhiêu tiền chưa? Dạ nãy con mở ra thấy 500 ngàn luôn á cô. Để con mở lại cho cô coi nè. Ủa? Đó là tiền âm phủ mà. Nhưng mà rõ ràng lúc nãy là tiền bình thường mà. Sao bây giờ lại thành tiền âm phủ? Bộ con không biết bên trong vườn mía ông Năm là cái nghĩa địa ha? Vậy hả cô? Mía nhiều với âm tùm quá cho nên con không biết bên trong nó có nghĩa địa. Lúc trước cũng có vài người nhặt được bao lì xì ở vườn mía đó, nhưng về nhà tất cả đều đổ bệnh và sốt cao. Nhưng cũng lâu lắm rồi mới có người nhặt được lại bao lì xì, và người đó chính là con. Bây giờ phải xử lý gấp bao lì xì ma này ngay, nếu không sẽ nguy to cho con đó Nam. Bây giờ con phải làm sao đây cô? Hằng, con chạy ra kêu giùm cô chú bảo vệ vô đây. Trước khi làm bảo vệ, chú ấy từng là thầy pháp nên có thể sẽ giúp được cho thằng Nam. Dạ, để con đi liền. Chuyện lớn rồi, xưa giờ những người nhặt được bao lì xì bên trong chỉ có 10 ngàn, 20 ngàn, cao lắm là 100 ngàn. Nhưng lần này thằng Nam nhặt được bao lì xì bên trong có tới 500 ngàn. Số tiền càng cao sẽ càng nguy hiểm hả chú? Đúng vậy. Chú bảo vệ cứu con với. Con sợ quá. Sau này con không dám nhặt bao lì xì ngoài đường nữa đâu. Được rồi, đưa cái bao lì xì đó cho chú. Một lát chú ghé nhà ông Năm cùng ổng ra vườn mía làm lễ rồi đốt trả lại cái bao lì xì đó. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Nhớ trong vòng 3 ngày tới đừng có đi ngang cái vườn mía đó nghe chưa. Nhưng mà con phải chạy ngang vườn mía đó mới về nhà được. Vậy bây giờ chú sẽ đưa con về luôn. Sẵn ghé nhà ông Năm, nếu để lâu hơn á, e rằng sẽ không tốt. Cô ơi, chuyện những người trước đây nhặt được bao lì xì xảy ra lâu chưa cô? Sao con không biết gì hết vậy cô? Chuyện đó xảy ra lâu lắm rồi con, cách đây cũng 20 năm trước rồi. Lúc đó con còn chưa sinh ra nữa mà. Suốt 20 năm nay không xảy ra nữa nên mọi người cũng dần quên đi. Tự nhiên hôm nay thằng Nam lại bị, không biết có xảy ra chuyện gì không nữa. Bà biết tin gì chưa? Ông Năm chủ vườn mía có cái nghĩa địa bên trong á, mất cách đây 3 ngày rồi. Cái gì? Hôm qua chú bảo vệ còn nói qua nhà ông Năm để làm lễ cúng gì á mà. Ông Năm ông mất cách đây 3 ngày trước rồi. Tại vì ông già rồi, ở nhà có mình nữa, cho nên khi mất đâu có ai biết đâu. Hên sao mà hôm qua chú bảo vệ qua thấy ổng mất cho nên mới la lên kêu chòm xóm lại phụ làm đám. Nhưng mà cái này mới ghê nè. Sao ông? Khi chú bảo vệ vào nhà kêu hoài không có thấy ông Năm trả lời. Nhưng mà nhìn xuống chân thì lại thấy rất là nhiều bao lì xì nằm rải rác đi theo hướng ra sau nhà. Bác bảo vệ mới thấy lạ quá, mới hả đi theo những cái bao lì xì đó ra sau nhà thì mới thấy xác của ông Năm đã mất nằm ở ngoài sau nhà. Rồi có ai nhặt những bao lì xì đó không ông? Lúc đó chú bảo vệ hoảng quá la lên để cho chồng sớm tao qua tao phụ. Người lớn người ta mắc phụ này nọ, người ta đâu có quan tâm tới mấy cái bao lì xì dưới đất đâu. Nhưng mà kỳ lạ thay, có một lũ trẻ từ đâu không biết, mấy đứa nhỏ nhỏ vậy nè, nó nhặt hết tất cả các bao lì xì. Mở ra toàn là thấy tiền âm phủ trong đó không à. Mà tụi nhỏ khoái lắm nha, cười tít mắt vậy đó. Xong á, rồi nguyên đám chạy ù ra cái vườn mía rồi biến mất.